Xin chào mọi người. Ở video này Quân hướng dẫn mọi người sử dụng một cái máy xay giò chả gia đình. Và hôm nay chúng ta sẽ xay với giò chả sạch nhé. Ở đây là đang có là 7 lạng thịt và 3 lạng mỡ này. Nhớ là trước khi sử dụng anh em nhớ cho đá và nước hơn một nửa giúp mình nhé. Trước khoảng tầm 15 phút ý. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cách thức sử dụng cho một cái sản phẩm này là motor 1,1 kg. Nồi là nồi 22 cm. Và các cái con máy to hơn ở đằng sau đây mọi người có thể xem. Mình sẽ làm một cái cách làm mà để mọi người dễ hiểu nhất và dễ làm nhất. Vì nếu mà làm theo của cách mọi người hay làm ấy, thì hơi khó. Làm là làm luôn. 7 lạng thịt, 3 lạng mỡ cho vào hết luôn. Và nguyên liệu gồm có ở đây thì mọi người có thể xem này. Thứ nhất đây là cái bột năng. Bột năng mà mình hay cho vào cái chè thập cẩm ấy. Thì để cho nó sánh đặc lại ấy, chúng ta cho lấy một thìa vào nhé. Một thìa này. Đây là hạt nêm này. Hạt nêm này thì chúng ta cũng cho một thìa. Nói chung là mỗi vùng miền nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Thì mọi người có thể là cho những cái công thức tỷ lệ nó khác nhau. Đây là nước mắm ngon này. Thì chúng ta cho khoảng tầm hơn một như này, hiện tại là cho hơn một thìa rồi này. Thìa rưỡi đi. Đấy, đây là mì chính Ajinomoto ấy. Ai thích thì cho, mà không thích thì có thể bỏ qua. Vì một số người họ không thích ăn cái này thì có thể là bỏ qua. Bỏ qua cũng được, không vấn đề gì hết. Còn đây là hạt tiêu nhá. Hạt tiêu này là mình xay thành bột được rồi. Hạt tiêu này là do mọi người thôi, ăn cay hay không cay thì chúng ta sẽ cho tương ứng. Thường thường là mình cho một thìa. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cái gọi là cái ẹt thêm này là đá vụn đã đập nhá. Đây là đá vụn đã đập để cho khi máy nó xay ấy, nó sẽ nói chung là nó sẽ nhẹ máy hơn và nó sẽ làm lạnh đến cái thành phẩm bên trong. Đấy, chỉ cần nhớ như vậy thôi, đậy hết lên. Rồi thì điện 220 cắm bật máy lên. Chạy thì chúng ta có thể quan sát được cái quá trình xay ở đây. Có thể là quan sát được cái quá trình từ bên trên này nhìn xuống. Thì đối với cái nguyên lý xay như này, chúng ta chỉ cần xay khoảng tầm là hơn 2 phút thôi. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái mắt nhìn của mỗi người. Quan sát tỷ lệ. Quan sát tỷ lệ. Chúng ta nhìn vào đấy. Một lúc xay xong rồi thì mọi người là có thể mở ra đảo. Đây này, các cái thịt vụn nó bắn hết lên đây này. Đấy, mọi người có thể xem, có thể gạt xuống để cho nó đảo đều đi. Đấy, thì ngoài ra cái máy này là 1,1 kg nồi 22 ra thì nó sẽ có những cái dòng to hơn. Con này đây là hai cái loại gia đình này. Con này là xay tối đa 1,5 cân thành phẩm, con này tối đa 2 cân thành phẩm. Motor của nó là 1,5 kg. Ngoài ra anh em muốn làm nhiều, chúng ta tham khảo những cái dòng ở đằng sau này, như là con này là con 3 cân này, 4 cân này, 4,5 cân, hay là con này thì từ 5 cân trở lên và phải chạy điện 3 pha. Thì là ở cái video này mọi người có thể là sắm cho mình những cái mà đúng cái nhu cầu của mình, xay gia đình hay là xay đấy thôi, xay gia đình hay là xay ra làm để bán kinh doanh. Cứ để xay như thế này, trong trường hợp mà nó có bồng bồng thịt một tí thì chúng ta chỉ cần nghiêng cái máy ra một góc khoảng tầm 5-10 độ như thế này thôi thì nó sẽ đảo đều hơn. Còn hiện tại thịt của mình là thịt chuẩn, thịt tươi, thịt nóng. Đấy, nó xay nó không cần nữa. Đấy, mọi người xem xay một lúc nó đã được như thế này rồi. Chúng ta để ý đến khi nào nó chuyển sang cái màu hồng nhạt ấy. Chuyển sang cái màu hồng nhạt. Nó sẽ dao động khoảng tầm hơn 2 phút. Nó chỉ dao động hơn 2 phút thôi. Xay cái tốc độ cao như thế này, cái bao đá để làm cho cái thành phẩm bên trong này nó lạnh, nó mát, nó không nóng khi chúng ta xay nó mới ngon được, chứ không là nó sẽ nóng như cái máy xay sinh tố, nó sẽ bị nóng lên và nó làm hỏng thành phẩm của mọi người. Đây mọi người nhìn ở cái mức này này, đấy mình đã xong này, mình đã xong ở cái mức này rồi. Đấy, mọi người xem cái độ dẻo dính của nó này, đấy, phải test cho mọi người xem luôn, thực tế thì nó mới ra được, nó dẻo như thế này này. Chứ nhiều người họ xay nó khô, mình nhìn phát là biết là không thành công. Đấy, nó hồng hồng nhạt nhạt như này này. Ok chưa, dẻo dính nhăng nhăng này. Thì nó mới chuẩn được. Đấy, đây là một cái video để làm về cái gia đình. Đối tượng khách hàng là gia đình. Bây giờ thì mình sẽ đóng khuôn. Tiện thể đây cũng giới thiệu luôn mọi người, đây là một cái khuôn 1 cân. Thì mình đã chuẩn bị sẵn lá chuối rồi. Chúng ta dùng xong chúng ta chỉ việc là múc vào đây thôi. Múc và cách sử dụng cái khuôn này như thế nào thì mọi người xem. Chúng ta cứ múc vào.
cứ múc vào đây, thả vào đây thôi. Múc vào, thả vào đây thôi. Ok chưa? Chúng ta cái khuôn này thì nó chuẩn định lượng 1 cân rồi. Thế nên là anh em dùng thì cố gắng là làm theo theo cái sự hướng dẫn thì nó sẽ dễ hơn. Chúng ta múc ở đây, mình vừa nãy là cho 7 lạng thịt, 3 lạng mỡ. Tuy nhiên, anh em tính thì phải tính theo cả cái nguyên liệu cộng thêm thì nó sẽ cho hơn 1 cân. Đấy, mình nói luôn là hơn 1 cân, tại vì mình còn cộng cả đá, cả gia vị nguyên liệu vào thì kiểu gì cũng thế, cho vào bao nhiêu là ra bấy nhiêu mà. Đấy, chúng ta sẽ cho vào đây tương đối gần đầy thôi, xong chúng ta sẽ có một cái tác động là đập đập xuống chứ không cần gì bị chọc chọc đâu. Chúng ta đập như này này cho nó tự nén xuống này. Đây là hướng dẫn luôn anh em để biết cách sử dụng cái khuôn này. Như thế này là đang thiếu này, đang thiếu này, chưa đủ 1 cân đâu. Thế nên là anh em phải cho thêm vào. Chúng ta cho thêm vào đấy để cho nó đủ 1 cân. Còn anh em nào mà chuẩn hơn thì chúng ta có thể là dùng cân mà đong. Có thể dùng cân mà đong, thế là chuẩn nhất, không sai được. Còn đối với mình thì mình chỉ cần nhìn như thế này là biết nó ở cái ngưỡng 1 cân nó ok rồi. Đấy, cứ thế đập thôi. Cho nó tự lén. Ok. Tiếp theo, cái khuôn này là cái khuôn làm giò chả chuyên nghiệp, không phải là cái khuôn để làm giò xào, anh em lưu ý nhá. Úp một cái vào đây này. Xong bắt đầu là mở cái này ra. Đậy nó lên. Đậy nó lên này. Vén nó lên này. Đấy, xong bắt đầu là dùng cái lắp tiếp theo của nó, cái lắp còn lại của nó, chúng ta vòng vào, bóp nhỏ vào, vòng ấn vào tí. Lồng cái đai, cái này gọi là cái đai khuôn, thì để giữ cho không bị lở ra nhé. Chúng ta lồng vào như thế này. Ok chưa? Đấy. Xong cứ như thế này, chúng ta đem đi hấp. Chúng ta hấp cái khuôn loại 1 cân này thì anh em nhớ là hấp khoảng tầm là hơn 1 tiếng. Khoảng thường thường là 60 phút đến 65 phút. Chúng ta hấp nó lên, tính từ lúc lửa sôi nhá. Tính từ lúc lửa sôi là hơn 1 tiếng. Chính xác là anh em cứ làm cho mình 65 phút đi cho nó chuẩn chỉnh. Thì cái này là một cái video để hướng dẫn anh em mua và biết được bên mình có những cái sản phẩm to nhỏ như nào. Mình nói lại, phân khúc gia đình có hai loại này, motor 1,1 kg và motor 1,5 kg. Phân khúc kinh doanh thì nó sẽ có loại motor 2,2 kg, motor 3 kg và motor 3,5 kg. Thì mọi người có thể để ý là motor to, nồi cũng to hơn một tí. Còn ngoài ra thì đây nó gọi là dòng sản xuất rồi, vì nó là dòng 3 pha rồi. Con này từ 5 cân trở lên, có 5 đến 7 cân hoặc là to hơn nữa thì anh em phải đặt theo yêu cầu. Như thế mình sẽ nhận ra và mình sẽ làm cho mọi người. Thì ở cái clip này giới thiệu mọi người rất là chi tiết, dễ hiểu cách sử dụng sản phẩm và cách làm giò chả sạch tại nhà. Anh em muốn ăn gì thì chúng ta cho cái đấy vào. Mỗi vùng miền nó sẽ khác. Tham khảo thêm các cái sản phẩm của bên mình tại trang web maythuocphamhoangquan.com hoặc gọi theo số hotline 0941111699, 0973684391. Clip đến đây được kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.